Cơm bên kim cho ba đây nhá. Mà vợ vợ có thật là anh thấy không? Nó sao ạ? Xôi đậu đen anh còn ăn được mà. Nó sao à? Xôi đậu đen à? Xôi đậu đen đặc biệt anh còn ăn được. Nó sao ạ? Xếp một xuống ông Trường Lan quá, ông ăn hồi xong ông ăn được người ý ông bỏ luôn. Tính là ăn dễ ăn nó không có gì quá ăn. Được ngon đấy. Anh thấy cái gì không ngon cũng ăn. Không đói rồi sao? Đó. Thế thì dễ ăn không? Thịt chó thịt nào đồ nóng đồ lạnh gì hả? Quay chó mẹ hết đi nhậu con chó nó nhìn nó ghét chó có mùi á nó còn canh chừng nè mà nghĩ sao hai con cắn không ghê chứ ba người không cắn đi đi cả đám vô cắn đi sáng nay là người ăn chó tính ra con chó nó cũng hay quá không ai ăn thịt chó là nó nghe mùi biết hết nhở sách ký chưa mấy năm chưa hồi mới làm là đầu năm không tụng còn đi ăn thịt mèo ghê anh tủ mèo mà anh ăn thịt mèo anh thấy luôn ủa chả lẽ chị đứa heo chị không được ăn thịt heo mèo xèo nó má mèo nó khác